Cùng với đó là Host Improv Uy Lê. Rồi đi về đi. Chờ ai mời. Xin chào mọi người. Nãy giờ chúng ta đã được xem những cái phần diễn gọi là hài độc thoại, những cái kịch bản được chuẩn bị rất kỹ càng và rõ ràng. Các bạn lên đây quăng miếng, mọi người cười hoặc không. Thì bây giờ mình đến một phần khác, nó ngược lại nha, nó không có một cái sự chuẩn bị nào hết, gọi là hài ứng tác. Mọi người sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng mình cho một tràng vỗ tay được không ạ? Rồi, bây giờ để em khởi động, em sẽ chỉ mọi người chơi một cái trò chơi. Đây là trò chơi này mọi người cũng, em đoán là mọi người khá giỏi chơi, đặc biệt là những đứa có người yêu. Nó tên là Tếu Nghi Vấn. Trò chơi này như sau, em mượn hai người lên nói cho dễ hiểu, em mượn Nam với Ti đi. Mọi người có bao giờ gặp những cái người mà họ trả lời với mình bằng một câu hỏi không? Họ chỉ biết nói chuyện bằng câu hỏi đó, giống như kiểu lúc người yêu mình giận mình á. Rồi mình ví dụ thử nha, một cuộc hội thoại bằng câu hỏi. Cái vé xe em nhờ anh mua hôm qua anh mua chưa? Ủa chứ không phải mày dặn tao mua vé máy bay hả? Anh nói sao chứ? Em nhận anh mua vé thành bưởi anh không nhớ hả? Ủa mày nhắn tao lúc mấy giờ? Trời ơi, giờ mà còn hỏi nữa hay sao? Em nhắn lúc 2 giờ. Ủa? Vậy là sao mọi người? Là sai rồi đúng không? Là thua rồi đúng không? Đây, quyền của khán giả trong trò chơi này là mọi người sẽ quyết định ai là người thua. Và mọi người có thể la lên một cái khẩu hiệu, đó là Good. Mọi người hiểu không? Tức là nãy Nam á, khi mà Nam không trả lời được bằng một câu hỏi thì mọi người sẽ la lên là dạy cho mọi người trao quá tay nha. Rồi, trò chơi được phép bắt đầu, xin mời. Tết này mày được lì xì nhiêu? Trời ơi, mày được lì xì nhiêu? Hey, kỳ nha. Mày không biết cộng hả? Nè. Trời. Good. Anh mua vé số không anh? Tao bán vé số mà mày hỏi tao mua vé số không? Bán sập. Tiếp. Có sổ dò không em? Anh dò đài nào? Hôm nay thứ mấy ta? Anh mua anh không nhớ hả? Tiền lì xì con đâu rồi Khang? Mẹ giữ hết sao mẹ hỏi con? Good. Không có chơi hỏi lại. Ủa tụi mình đang đứng đâu vậy mày? Mày có bị điên không? Ủa tao bị điên hả? Tết này mày khơm áo gia đình chưa? Mày nghĩ gia đình tao có đồng ý không? Chắc không á. Anh khơm áo gia đình chưa? Có cần phải khơm áo không em? Chứ không phải anh nói là anh sẽ lấy em hả? Lấy thì lấy rồi, nhưng mà ai biết ba mẹ có đồng ý không? Giờ không có ba mẹ làm sao đám cưới? Đám cưới phải cần ba mẹ hả? Chứ anh tính cưới tôi mà không có ai dự hả? Bây giờ anh hỏi em nè, đám cưới chỉ có hai đứa mình thôi, em thấy sao? Tin là tôi khóc cho anh coi không? Em mà khóc là anh giận anh bỏ đi luôn, em tin không? Anh đừng có giỡn mặt với tôi. Ok, người chiến thắng là Quốc Khánh. Dạ, đó, trò chơi khởi động, mọi người hiểu tinh thần của tụi em không? Không có cái gì chuẩn bị trước hết. Và bây giờ cũng sẽ là một cái trò chơi tương tự như vậy. Tụi em sẽ chơi một cái trò chơi tên là Tếu Muộn Màng.
Cái trò chơi này sẽ như sau, mình sẽ có một người hay đi trễ. Bây giờ mọi người nhìn cái mặt ở đây, mọi người thấy cái bảng mặt nào có vẻ giống hay đi trễ nè, mọi người chỉ lên, mọi người la lên cho em coi. Trung, Nam. Mọi người ai chọn Trung? Ai chọn Nam? Rồi xin mời Nam đứng lên. Danh tiếng nó làm sao á. Nam á sẽ là một người đi trễ đến một cái công việc ở một cái công ty mà bạn không biết là công ty gì. Đồng thời sẽ có thêm một thông tin là có một cái lý do gì đó mà bạn đi trễ mà có vẻ như nó hợp lý lắm á. Đúng không Nam? Thì hai cái thông tin đó là hai thông tin khán giả ở đây sẽ chọn ra. Nhưng mà Nam sẽ không biết. Bây giờ mình cần thêm hai nhân viên của cái công ty này. Cho em xin hai nhân viên. Ok, cho Minh với Trung đi. Và mình cần một ông sếp. Nó tự động nó thành sếp rồi đúng không mọi người? Em sẽ thành ông sếp. Bây giờ công ty sẽ có ba người. Hai người này sẽ có nhiệm vụ là nhắc bài cho Nam bằng ngôn ngữ hình thể để biết được cái thông tin đó. Còn em có nhiệm vụ là làm khó nó như mọi khi. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Rồi bây giờ xin mời Phương Nam. Cút. Cút. Ai tống hộ Nam? Ok, bây giờ cho em công ty này là công ty gì nè? Em nghĩ là có người chiến thắng đây rồi. Lý do mà Nam đi trễ là gì? Ok, xin mời Phương Nam. Đó, bật nhạc rồi đó. Anh nói em rồi, cứ đòi lần hai cái gì dễ làm. Chết mọi người con. Rồi luôn. Rồi mày đi trễ nữa hả? Dạ, thì sếp biết. Rồi đâu? Đâu? Dạ chứ không. Ủa, mày có một việc thôi đó Nam. Đâu? Rồi mày nói cho tao nghe đi. Tại sao Nam em đi trễ? Trời, hôm nay làm mày nói cái... đi, nhớ nha. Tao có một cái danh sách 15 cái lý do mày đã dùng trong tháng qua nha. Mày coi coi có nào không trùng giùm tao nha. Dạ. Trời, hôm nay em gặp cái chuyện nó xui dữ lắm. Sếp không tưởng tượng được đâu. Sếp không tưởng tượng được đâu. Em chở con chó đi khám bệnh. Hai thằng kia. Hai thằng kia làm gì đó? Dạ bị đau cột sống á, nó bẻ giùm. Em khai ô bây giờ dạ. Người ta đồn đại chưa đủ hả? Không có sếp. Thẳng làm ăn thì lo làm đi. Dạ dạ. Chịu nói tiếp đi. Mày nói cái gì? Con. Mày làm gì có chó? Mày giỡn dạ. Mặt tao hả? Con. Mày tưởng tao mới con nít hả? Không phải. Đâu ra? Em chở con chó đi khám bệnh nhưng mà trên giữa đoạn đường con thì... chó của ai? Con chó của ông nội em. Của bà nội em. Tao không chấp nhận được. Tại vì sao? Tại vì vấn đề là đây là công việc của mày. Cái chuyện đó phải là cái chuyện mày làm lẹ nhất chứ. Dạ mày có quên gì không? Em đâu? Em không. Em chết rồi. Để đâu rồi ta? Dạ em đang đi thì em... Tao bực mình ghê. Nãy giờ không có cuốc nào sao? Tết ăn nhiều quá. Đang đợi đơn, đang đợi đơn, đợi sếp, đơn đang đợi sơn sếp. Đi liền giờ. Nói. Bây giờ mày tao cho mày nói thiệt á. Em thôi nói thiệt nha. Tại vì rối quá em quên bà ngoại em. Làm gì? Bà ngoại em. Làm gì? Bà bơi.
em không hiểu tại sao mà đi bơi. Đi bơi là mày làm gì? Từ từ, ở hồ bơi. Từ, mày cho tao thông tin lạ lùng quá, mày kêu bà ngoại mày bơi. Em thì đó, em cũng thấy lạ nữa sếp. Em còn thấy lạ nữa. Em cũng chưa hiểu tại sao mà bà đi bơi luôn. Bà đi bơi. Còn mày làm gì? Tao đang hỏi mày. Em thì em thấy bà đi bơi vậy em mới sợ quá. Em mới chạy chở bà đi. Để đảm bảo an toàn cho bà. Rồi, ok. Bây giờ tao coi như là mày có hiếu với ông, với bà, với cha, với mẹ đi. Dạ, dạ, dạ. Nhưng mà mày nhớ công việc của mày là gì không? Tao hỏi lại lần nữa, đâu? Cái quần mày dính cái gì vậy chung? Chửi tiếp đi sếp. Dạ, kệ hình như ngồi ghiết cái quần, chở ghiết cái quần nó gắt luôn á. Rồi, bây giờ nè. Chắc ra đây, ra đây. Đọc lớn cho tao nghe. Công ty của mình slogan là gì? Slogan là... Tông thấy... Thấy bà nó luôn. Cho nên mày biết là cái chuyện chở bà nó khó chịu với tao rồi đó. Mày biết slogan mình là gì rồi? Mày biết công việc của mình là gì rồi? Tao hỏi đâu? Dạ, đây... Mày biết khách đang chờ không? Dạ. Em cũng muốn chở... Mấy bạn đi lắm. Mà ngặt cái... Anh mày làm gì vậy? Em chặt cái chân anh. Dạ. Chở khách đông quá. Khách đông quá anh. Dạ, chở... em chở bạn đó đi tập thể dục. Chết rồi, đi tập thể dục mà quên chưa có... Chở đào. Em chở đào qua cho anh ta rồi. Dạ. Bây giờ mày ra mày đứng trước mặt mọi người. Mày viết kiểm điểm trước mặt mọi người của tao, tất cả 100 khán giả, lộn 100 nhân viên của công ty tao. Mày nói tao nghe coi, tôi Trần Phương Nam sẽ không bao giờ đi trễ vì lý do. Tôi Trần Phương Nam sẽ không bao giờ đi trễ vì lý do, chở bà ngoại đi bơi. Và xin hứa sẽ chở đào. Sẽ làm việc thật chăm chỉ. Thật chăm chỉ. Tại công ty chở đào cho khách. Mọi người hiểu chưa? Mình chơi lại lần nữa mọi người. Ok. Bây giờ cho em một vàng khác đi. Giờ vàng đi trễ nào nè. Một nhân viên đi trễ. À, một người đi trễ khác nè. Mọi người cho em ai ạ? Khánh. Cút. Rồi xin mời Khánh. Rồi cho em một ông hoặc bà sếp mới nè. Nhi Võ. Bước ra. Rồi cho em hai nhân viên mới nè. Nam. Mọi người có muốn chơi hai người đi trễ không? Một công ty mà hai lý do được không? Ok. Ai đi trễ nữa ta? Trọng đi trễ. Good. Good. Rồi nhân viên luôn. Đi qua đây. Ok. Nào. Cái gì? Thank you.
xin mời hai nhân viên à. Rồi chị coi đó. Trời ơi. Tình trạng này biết bao nhiêu lần. Em nói mấy lần rồi chị đuổi nó đi. Bởi vậy. Trời đi lẹ đi mấy em ơi. Trời em bên công ty kia em đi trễ đuổi em qua công ty này đó. Lẹ đi mấy em, sao mà trễ mà lâu lắc quá vậy? Chị hai đứa đi trễ chung với nhau chị. Ủa sao hai đứa đi trễ chung với nhau vậy? Dạ. Ủa sao giờ này mấy đứa đi trễ chung vậy? Dạ tại hai tụi em bị kẹt dưới hầm xe á chị. Dạ em tại sao đi trễ nó nghe nè. Em coi người ta cãi lộn chị. Trời ơi. Cái gì? Em không, cái thành phố này nó yên bình lắm, em không ai cãi lộn hết trơn. Ừ, chị cứ cái giờ giấc của em là lộn. Em nâng ngực xong em mà nói là không. Cái gì? Là hôm bữa, xin lỗi. Hàng gì thấy đi chung với cái thằng này hoài thì đi nâng ngực. Dạ, không, nâng ngực là hôm bữa, nâng ngực là hôm bữa. Em sao công ty làm gì mà nắm đầu bạn vậy? Dạ đâu có. Chí không mà đầu nó chí không chí không mà. Nhờ gãi giùm. Trời ơi khổ lắm, nó ngứa đầu làm gì không được chị. Bây giờ làm việc đàng hoàng. Dạ làm việc đàng hoàng. Sao? Dạ, thì đó. Nói cho đàng hoàng nha. Em lý do là cái gì? Em đi học võ, em học Vĩnh Xuân Quyền. Từ giỏ chị. Ý là cái công việc này thì em học võ, tôi nghĩ là cũng nên đó. Dạ. Nhưng mà cái lý do học võ tôi nghe rồi. Ồ dạ vậy hả? Vậy cái anh ngồi suy nghĩ đi, mày ngồi suy nghĩ coi mày đi đâu. Anh nói đỡ giùm em đi, em rối quá. Tại sao đi trễ nó tôi nghe. Dạ lý do em là khác nó chứ. Lý do em là cái gì? Em nâng mông xong cái sao đứa nâng ngực, đứa nâng mông, hai đứa đi chung với nhau là sao? À em có vợ mà sáng nó bắt em mặc. Mặc cái gì mà trễ? Mặc cái lỗ tai thì như nó ngứa quá. Lỗ tai gì? Dạ con Chí nhảy qua bên này, lỗ tai ngứa. Làm việc đàng hoàng, vô dạ, vị dạ, trí dạ. Đàng hoàng. Dạ dạ dạ, vô. Sao? Em nè, sao em đi trễ? Có vẻ là cái việc đi trễ của em nó dính dáng tới... Dính dáng tới cái gì? Em không biết là có lọt cái khe nào ở đây không? Trời ơi. Bất lịch sự quá. Dạ em mặc quần khó khăn lắm chị. Em mặc quần áo gì mà khó khăn, thấy quần áo cũng rộng mà có gì đâu khó khăn mặc. Dạ không chị, chị thấy em mặc vậy thôi chứ ở trong em còn mặc nữa đúng không? Ở trong em hả phải mặc quần... Em mặc cái gì ở trong? Mặc cái gì ở trong nói nghe coi. Ở trong thì tất nhiên là quần áo trong rồi. Tại vì ở trong cái mông nè là nó phải có một cái dây. Làm sao có lý do đi trễ phức tạp? À. Nói cho đàng hoàng rất mất thời gian. Em búng ống ngực người ta. Ủa Khánh ơi em biến thái vậy luôn hả? Nó phải đồng nghiệp mình đúng vậy? Tao đi về trọng đi qua đây nè, hỏi nè. Dạ 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 dạ. Tại sao đi trễ? Nói nghe. Không, em biết rồi. Tại vì em... Em quýnh. Em quýnh cái gì? Em chắc chắn là em quýnh luôn. Em quýnh cái gì? Em quýnh vô cái lông mi nó. Dở hoài. Quýnh cho cái lông mi là sao? Quýnh như là cái lông mi xong đi trễ hả? À, em quýnh. Quýnh ghen. À. Trời ơi. Em quýnh ghen chị ơi, tức quá. Còn quá. Em. Trời ơi. Bạn của em đã khai báo, đồng nghiệp em đã khai báo đúng rồi. Đàng hoàng, còn em sao? Bây giờ em nói không đúng là bây giờ là đuổi việc em đi trễ quá nhiều lần rồi. Tại vì cái quần em nó mặc nó không vừa chị ơi. Cái quần gì? Tôi thấy cái quần em đang mặc rất vừa, cái quần nào mà không vừa? Không, quần bên trong á chị. Cái này là quần sọt, em ý em là quần xịp. Bây giờ nói với mấy em nghe nè. Cái công ty của mình là khách tới là thời gian là vàng là bạc của người ta. Mấy em đi trễ như vậy là làm sao mà người lỡ trễ một giây một phút là biết bao nhiêu tiền. Đọc nội quy công ty nghe. Đọc nội quy công ty, lẹ. Công ty gì sao? Công ty của mình slogan là gì? Lối thoát. Đúng. Đúng. Is. Hay. Dạ. À. À. Lối thoát cho những con cờ mà bị bạc. À. Công ty. À. Bây giờ nè. Rồi cái nội quy thứ hai, em đọc tiếp nội quy thứ hai em. Đọc nội quy thứ hai kìa. Đây. Nhà. Nhà cái. Nhà cái.
nha cái. Đó, bây giờ chồng trước nè, tôi tên. Dạ, tôi tên Trọng Phan. Tôi đến từ công ty. Tôi đến từ công ty nhà cái. Đến từ châu Âu. Hôm nay là tôi xin lỗi mọi người, tôi đi trễ vì lý do. Hôm nay tôi xin lỗi mọi người, tôi đi trễ vì lý do quýnh ghen. Quýnh ghen, quýnh ghen, quýnh ghen. Rồi. Sao căng thẳng vậy? Làm như trời làm ơi. Như chồng đi Khánh. Bây nói giờ lại đi. Tôi thử tên mà. Thử thôi, đó đúng thôi. Tôi tên Vũ Quốc Khánh. Đến từ công ty nhà cái, lý do hôm nay tôi đi trễ là tôi bị đứt dây quần xịt. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó là phần tương tác của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người một lần nữa.